Các bạn, trên tay của mình hiện giờ đang là một cái chiếc iPhone 8, và cái phụ kiện hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn đó chính là một cái ốp tới từ UAG. Thì UAG là một trong những cái hãng sản xuất phụ kiện chuyên về ốp lưng cho những chiếc iPhone hay là những chiếc điện thoại của Samsung nổi tiếng nhất thế giới, thì các bạn cũng đã biết rồi. Đây là một cái ốp lưng của UAG, viết tắt của chữ Urban Armourgear, và nó có tên là Pathfinder, một cái sản phẩm mà trước đây anh Tuấn An cũng đã có giới thiệu với các bạn rồi, nhưng mà bây giờ mình sẽ giới thiệu lại một lần nữa với cái phiên bản Special Edition. Thì ở phiên bản Special Edition này mình có hai cái màu sắc, một là cái màu, cả hai màu đều là đều cái màu camo, nhưng mà một cái thì nó camo màu xanh lục với lại kết hợp với màu cam, nó nổi bật và nó nhìn nó tươi trẻ, cũng như là nó phù hợp với những bạn nào mà yêu thích sự năng động nhiều hơn. Còn cái màu sắc còn lại thì nó hơi chìm, nó là kết hợp của màu xám cũng như là màu đen. Tí hồi thì mình sẽ lắp cả hai cái thử vào cho bạn coi trước. Bây giờ thì mình lắp cái màu cam này vào trước. Cái phụ kiện, cái chiếc ốp lưng này á, thì phụ kiện bên trong của chiếc ốp lưng không có gì, chúng ta sẽ chỉ có một cái hộp và cái cách đóng gói rất là thông minh. Với UAG thì trước đây trong những video trước mình đã có mở hộp ra cho các bạn coi rồi, thì bây giờ mình cũng không nhất thiết phải mở hộp lại nữa. Bây giờ mình sẽ lắp thử cái chiếc điện thoại này vô để cho các bạn coi thử là nó vừa như thế nào. Đó, lắp vô một cái là các bạn có thể thấy là nó vừa khít và nó hơi nhô cao lên so với cái mặt kiến của cái chiếc iPhone 8 Plus của mình. Ở đây không nhất thiết bạn phải xài iPhone 8 Plus. UAG họ nói là nó phù hợp với lại iPhone 8, iPhone 7 cũng như iPhone 6s Plus. Thì nếu đã phù hợp với iPhone 6s Plus thì chắc chắn nó sẽ phù hợp luôn với cả iPhone 6. Một cái chiếc ốp lưng rất là tuyệt vời dành cho những cái dòng Plus của Apple. Đó, chúng ta có thể thấy là ở đây nó có 5 cái ốc này, nhưng mà thiệt sự đây không phải là những con ốc mà đây chỉ là những miếng cao su giả ốc mà thôi. Ở giữa chúng ta có một cái logo UAG, thì cái lớp này được làm bằng nhựa, còn những cái phần cam cam như con ốc này nó sẽ được làm bằng cao su, và những cái phần màu đen chạy dọc xung quanh ôm lấy cái phần thân máy này cũng được làm bằng cao su. Cao su rất là dày, rất là cứng và cầm trên tay rất là êm, rất là đầm luôn, các bạn rất chắc chắn. Và khi rơi vỡ, có những cái video clip test trên mạng, những video test thử rơi vỡ như cái ốp UAG, các bạn có thể tìm và xem lại. Thì tất cả những video clip đó UAG khi mà họ thử nghiệm, hay là những người dùng họ thử nghiệm, khi mà thả rơi chiếc máy xuống thì cái phần chạm đầu tiên là những cái phần cạnh như thế này. Đó, những cái phần cạnh được nhô ra như thế này để nhằm đảm bảo nó không tiếp xúc bằng mặt lưng cũng như không tiếp xúc bằng cái mặt kính, để tránh cái sự hỏng hóc của máy tới mức tối thiểu. Và đây là một chiếc trong những chiếc ốp lưng mà có thể coi là được bền nhất thế giới mà sản xuất ở theo thương mại, bởi vì UAG họ nổi lên như là một trong những nhà sản xuất mà sản xuất ốp lưng rất là bền, vô cùng bền luôn, và họ đã quá nổi tiếng rồi, cho nên không nhất thiết mình phải giới thiệu lại nữa. Bây giờ thì mình sẽ khui hộp cái phiên bản màu đen ra để giới thiệu cho các bạn. Đó, cả hai cái phiên bản này đều có cùng một cái tên là Pathfinder. Đó, cái phiên bản màu đen thì nhìn nó hầm hố và nó mạnh mẽ, nó phù hợp với các bạn nam hơn là các bạn nữ. Đó, mình sẽ tháo nó ra. Cái cách tháo của nó cũng rất là đơn giản thôi, nhưng mà bạn phải hơi cứng cái tay một tí xíu. Đó, mình sẽ gỡ hai cái đầu của nó và tháo ra thôi. Đó, lắp vô thì nó dễ dàng hơn một chút. Rồi, ok. Đó, cái phiên bản màu đen nó cũng giống như cái phiên bản màu cam đó. Có cái phần nhô lên để bảo vệ mặt lưng. Cái phần nhô lên này rất là dài, chắc là phải hơn 2mm. Đó, mình sẽ xoay nhiều góc độ cho bạn coi. Và cái phần nút bấm bằng cao su của cái chiếc iPhone này, khi mà bấm vào, đó, các bạn có thể thấy có độ nảy rất là cao, và bấm một phát là ăn ngay. Cái phần thừa ra để cho mình gạt hai cái nút tắt mở âm lượng này cũng rất là tốt. Đó, đặt tay vô cái là mở được ngay. Đó, các bạn có thể xem đằng sau này thì cũng camera được bảo vệ bởi một cái đường viền chắc chắn. Đó, đường viền này nó cũng thậm chí nhô cao hơn cả cái phần ốp lưng luôn, để bảo vệ cho cái cụm camera rất là quan trọng của chiếc iPhone. Đó, ở bên dưới này thì những cái chiếc mic cũng như là những cái loa và cái lỗ cắm lightning cũng được bảo vệ rất an toàn. Rồi, và cái mức giá của chiếc ốp lưng UAG Pathfinder này nó sẽ được giữ nguyên là 1.030.000. Cái phiên bản Special Edition này nó cũng không có thay đổi giá so với phiên bản thường. Các bạn có thể vào chuyên trang Mai Nguyên giống VN Suyệt UAG để có thể xem thêm những sản phẩm khác của UAG, hoặc là bên dưới phần description của video này mình đã có để link, cũng như là các bạn có thể vào đó để tham khảo mua hàng online, và Mai Nguyên sẽ giao tới tận nhà cho các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.